Bạn đã bao giờ tự hỏi, não mình có cần nâng cấp không nhỉ? Trong video này, chúng ta sẽ khám phá 15 mẹo đơn giản giúp bạn thông minh hơn mỗi ngày. Những mẹo này đều dựa trên nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tế. Sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu thôi! Mẹo đầu tiên vô cùng quen thuộc, đọc sách. Đọc sách mở ra thế giới mới, giúp bạn học hỏi nhiều điều hay, biết thêm từ vựng và tăng khả năng tập trung. Hãy bắt đầu với thể loại bạn yêu thích, chẳng hạn như truyện tranh, truyện chữ, tạp chí. Não bộ cũng giống như cơ bắp vậy, cần được rèn luyện thường xuyên. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những việc khó hơn, học thêm kỹ năng mới hoặc giải một câu đố hóc búa. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống nhàm chán, hãy bước ra ngoài và khám phá thế giới. Mỗi trải nghiệm mới mang đến kiến thức, kỹ năng và cảm xúc mới, giúp bạn trở nên thú vị và sâu sắc hơn. Học ngoại ngữ giúp bạn nói chuyện với nhiều người hơn và rèn luyện trí não. Chọn một ngôn ngữ yêu thích và bắt đầu từ những điều đơn giản. Tham gia khóa học, tự học qua sách, ứng dụng hoặc xem phim, nghe nhạc. Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, việc giữ cho tâm trí bình yên rất quan trọng. Hãy dành vài phút mỗi ngày để hít thở sâu, quan sát suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, không phán xét. Chánh niệm giúp bạn giảm căng thẳng, cải thiện khả năng tập trung và quyết định sáng suốt hơn. Tập thể dục không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại nhiều lợi ích cho trí não. Hãy chọn một môn thể thao bạn yêu thích và tập luyện đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày. Bạn có thể chạy bộ, bơi lội, đạp xe hoặc tập yoga. Giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe trí não. Hãy tạo thói quen đi ngủ và thức dậy vào một giờ cố định, đảm bảo ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Trước khi đi ngủ, bạn nên tránh sử dụng điện thoại, máy tính, xem TV. Chế độ ăn uống ảnh hưởng lớn đến sức khỏe trí não. Bổ sung thực phẩm giàu omega 3, vitamin B, chất chống oxy hóa. Hạn chế ăn đồ ăn nhanh, đồ chiên rán, đồ ngọt. Uống đủ nước mỗi ngày để trí não minh mẫn. Bạn có thể rèn luyện trí não thú vị qua các trò chơi như giải ô chữ, sudoku, chơi cờ vua. Những trò chơi này giúp cải thiện tư duy logic, ghi nhớ, tập trung và phản xạ. Bạn cũng có thể tìm các ứng dụng rèn luyện trí não trên điện thoại để chơi mọi lúc, mọi nơi. Trẻ con luôn tò mò về thế giới xung quanh và không ngừng đặt câu hỏi tại sao. Đó chính là chìa khóa giúp chúng học hỏi và phát triển. Là người lớn, chúng ta cũng nên giữ sự tò mò, ham học hỏi như trẻ thơ. Hãy đặt câu hỏi, tìm hiểu điều mới và đừng ngại thử nghiệm ý tưởng táo bạo. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu tục ngữ này quả không sai chút nào. Kết bạn với người thông minh, ham học hỏi, suy nghĩ tích cực, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích từ họ. Tham gia câu lạc bộ, hội nhóm, sự kiện để mở rộng mối quan hệ. Bạn có biết rằng, việc dạy lại kiến thức cho người khác là một cách học tập hiệu quả? Khi bạn giải thích một vấn đề, bạn sẽ hệ thống lại kiến thức, suy nghĩ sâu sắc hơn và ghi nhớ lâu hơn. Hãy chia sẻ những điều bạn biết với bạn bè, người thân, hoặc viết blog, làm video chia sẻ kiến thức. Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì mình học hỏi được từ việc chia sẻ kiến thức đấy. Để việc học tập đạt hiệu quả cao, bạn cần có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch cụ thể. Hãy xác định bạn muốn học gì và đặt ra những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn. Đừng quên tự thưởng cho mình khi đạt được mục tiêu nhé! Học tập là một quá trình lâu dài. Bạn không thể ép bản thân học liên tục mà không nghỉ ngơi. Hãy dành thời gian thư giãn, giải trí, nạp lại năng lượng cho cơ thể và trí não. Làm những gì bạn thích để giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng. Đừng quên dành thời gian nhìn lại quá trình học tập của mình. Suy ngẫm giúp bạn rút ra bài học, điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp và hiệu quả hơn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá 15 mẹo nhỏ để trở nên thông minh hơn mỗi ngày. Điều quan trọng là bạn phải kiên trì áp dụng những mẹo này vào cuộc sống hàng ngày. Đừng quên like, share video này và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Hãy chia sẻ với mình ở phần bình luận bên dưới nhé.